khám thì bác sĩ bảo là mình bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Mình muốn sử dụng trà giảo cổ lam thì cách dùng và sử dụng trong bao lâu? Mong nhà thuốc cho mình thêm thông tin ạ. Chào bạn, giảo cổ lam là một trong những loại trà thảo dược tự nhiên thường có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc nước ta. Cây giảo cổ lam thì được sử dụng như là một loại trà thảo dược với rất là nhiều những công dụng hữu ích. Điều trị bệnh mỡ, máu và gan nhiễm mỡ là một trong những công dụng hàng đầu của trà giảo cổ lam. Loại trà này thì để điều trị bệnh thì bạn nên sử dụng pha hãm để uống hàng ngày với liều dùng là 50g một ngày. Pha hãm như là một loại trà thông thường, phải sử dụng trong thời gian khoảng từ 2 đến 3 tháng thì sẽ ổn định bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.